Chương trình xả kho mà lại trả góp có 0% cho chiếc Toyota Veloz Cross MPV 7 chỗ ngồi giá hời nhất trong tháng 5 năm 2024. Anh chị có tin được không ạ? Trả góp 0% có nghĩa là anh chị không mất lãi mà áp dụng liền trong cả một năm luôn anh chị nhá. Cả một năm không mất lãi thế nào cả. Nó chương trình quá tốt luôn. Nhưng chi tiết chính xác là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Vậy là tháng 5 2024 đã đến nơi rồi Khi mà cái chương trình khuyến mại lớn đến như vậy Thì chúng ta sẽ lại một lần nữa Đi rất nhanh cái giá niêm yết của Toyota Veloz Cross ạ Cross MPV 7 chỗ ngồi Lắp ráp tại Toyota Việt Nam Với giá niêm yết cho phiên bản 1.5 CVT Chỉ từ 638 triệu đồng Còn anh chị nào yêu thích hơn cái phiên bản top Còn trang bị cả hệ thống Toyota Safety Phanh tự động cảnh báo trích làn đường cam 360 thì giá niêm yết chỉ có 660 triệu đồng. Đó chính là về phần giá niêm yết. Nhưng hay nhất ở trong cái tháng năm 2024 này, chúng ta sẽ tách từng phần khuyến mại nhá. Khuyến mại đầu tiên hay nhất đi ạ. Hay nhất đó chính là trả góp rồi. Trả góp mà lãi suất 0% tức là anh chị không phải mất lãi. Anh chị cứ vay đi ạ, không phải mất lãi đâu ạ. Nó rất hay ở chỗ đấy. Tận dụng dòng vốn làm việc khác mà lãi suất 0% áp dụng liền trong cả một năm luôn. Đó chính là cái khuyến mại đầu tiên Khuyến mại thứ hai Tặng ngay một năm bảo hiểm thân vỏ Tặng ngay một năm bảo hiểm thân vỏ cho anh chị Khuyến mại thứ ba Là gì ạ? Trừ tiếp bằng tiền mặt Thứ tư Tặng những cái gói phụ kiện tùy chọn Như dán phim, bọc sàn, camera, hành trình Tức là về gần như anh chị chỉ việc đổ xăng mà đi thôi ạ Nó Rất rẻ rồi Như một chiếc CVT của VLOT đấy ạ Chúng tôi khuyến mại rồi nó chỉ còn có nhô có 600 triệu hơn một chút thôi Hay như phiên bản tốt cũng vậy Trừ hết các khuyến mại đi rồi thì cũng chỉ còn có hơn 600 triệu mà thôi Nhưng hay nữa đó chính là vay trả góp không phần trăm đúng không ạ Giá đã rẻ rồi mà lại trả góp không phần trăm Cực tuyệt vời luôn anh chị ạ Với cái khuyến mại sâu đến như vậy thì anh chị cứ chuẩn bị cho văn hội 200 triệu đồng thôi ạ Cho nó thoải mái đúng không ạ Cứ chuẩn bị đúng 200 triệu thôi Một chiếc Veloz MPV 7 chỗ ngồi mà gầm rất cao nhá. Gầm cao lên tận 205 mm. Anh chị di chuyển linh hoạt đa địa hình luôn. Cực tuyệt vời luôn đúng không ạ? Nào. Đó chính là về cái khuyến mại xả kho mới nhất trong cái tháng 5 này. Bật mí nhanh anh chị là bật mí thêm nữa Là chiếc Avanza là người em nhé Người em thì Avanza cũng sẽ nằm trong cái chương trình trả góp lãi suất 0% và xả kho khuyến mại bảo hiểm tiền mặt như vậy. Khi mà Avanza số sàn thì từ 558 triệu đồng, hai phiên bản CVT của Avanza số tự động chỉ từ 598 triệu đồng. Tất nhiên Avanza thì sẽ chưa có phanh tay điện tử này, auto hold này hay là là răng mọi thứ nó sẽ có một chút nhỏ hơn so với phiên bản tốt hoặc như cụm đèn giảm tiền một chút thôi mà thì chúng ta sẽ có thêm những lựa chọn nữa để chi tiết là như thế nào về một chiếc Veloz ở thế hệ hoàn toàn mới chúng ta sẽ ngắm nhìn chi tiết ngay bây giờ, sau đó sẽ chúng ta sẽ phần tổng kết tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền nào. Xin mời anh chị phía trước sẽ là cái cụm đèn full LED. Lúc nữa thì chúng ta sẽ đi chi tiết khi mà Toyota Vios top 2024 được Toyota Việt Nam trang bị khối động cơ 1.5 DOHC 2 cam kết hợp hộp số DCT vô cấp. Ngoài ra thì xe còn trang bị những gói an toàn cao cấp như hệ thống Toyota Safety Sense vừa cho khả năng cảnh báo tiền va chạm hay lệch làn đường, cảnh báo xe di chuyển ở phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảm biến lùi, camera 360 độ, hệ thống túi khí, 6 túi khí. Thì xe còn trang bị màn hình giải trí lên đến 9 inch cũng như là 6 loa và nhiều an toàn khác. Chúng ta quay trở lại với cái phần thân xe, la răng lên đến 17 inch, 4 bánh trang bị đều là phanh đĩa. Và ở phía sau Văn Hội thích nhất đó chính là gì ạ? Cái cụm đèn hậu lăng tét ở phía sau Thiết kế là căng ngang Căng ngang luôn anh chị nhá Và hệ thống cảm biến lùi ở phía sau Camera lùi ở phía sau Gạt mưa sau Trong khi đó thì cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì tuyệt vời Riêng lốp sơ cua thì sẽ được để ở phía dưới gầm Để tăng cái diện tích Đó Chúng ta nhìn lên trên Chúng ta sẽ có anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Hay cụm đèn hậu đây. Cụm đèn hậu full led rất nổi bật. Rất nổi bật luôn anh chị nhé. Toyota Vios đây là một chiếc màu đỏ. Vios top logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Đây là cụm đèn hậu. Đây đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu với tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trung bình sẽ là 5,8 lít và đường trường chỉ có 5,1 lít mà thôi. Đây là chiếc camera lùi ở phía sau Còn chúng ta còn có thêm cái logo cross này Để quay văn hội đánh giá rất cao cái phần phanh đĩa Xe trang bị la răng 17 inch Nhưng bốn bánh đều là phanh đĩa nhá Văn hội quay chi tiết Đây là một cái bộ phanh đĩa ở phía sau Đó đây bộ phanh đĩa ở phía sau Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được Xe trang bị lốp là Bridgestone Phay đúc la răng Còn đây là lốp trước Bridgestone La răng 17 inch Trông rất chi tiết đúng không ạ Chúng ta sẽ tìm hiểu Chắc chắn rồi bốn bánh phanh đĩa thì đĩa trước cũng là phanh đĩa đây Đĩa trước thì sẽ có lỗ thông gió Tản nhiệt anh chị nhá Lốp trang bị Bridgestone đây Với cái thông số lốp ban hội sẽ lốp không xăm 205 trên 50 R17 Rất tuyệt vời luôn chúng ta cùng ngắm nhìn phần phía thân xe của Toyota Vios top đây là một chiếc màu đỏ xe trang bị có 5 màu sắc thì màu đỏ văn hội đánh giá rất cao vì màu đỏ nó đỏ trầm xuống trông sẽ rất khỏe trên nóc xe thì với hai nẹp dọc nóc xe trông khỏe khoắn thể thao và bề thế cùng với cái trang bị đó chính là cụm đèn full led ở phía trước giúp cho tăng sáng bám đường đây chúng ta sẽ ngắm nhìn chi tiết cái phần cụm đèn pha cốt full LED và kết hợp với giải đèn LED cho hệ thống đèn xin nhan tuần tự như lịch sử luôn anh chị ạ. Đó, logo thì mạ chrome sang trọng sáng bóng còn di chuyển xuống dưới chúng ta sẽ có ngay một chiếc camera 360 độ hiển thị trực tiếp lên màn hình 9 inch có kết nối cặp play Android Auto còn để cho khả năng bám đường thì xe trang bị thêm hai đèn sương mù công nghệ halogen, ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng bật lên và trên thì nền của ánh sáng trắng. Đèn led thì chắc chắn là anh chị sẽ thấy được cái sự bám đường sáng rõ giúp chúng ta là lái xe an toàn hơn. Khi mà an toàn rồi thì cái khả năng di chuyển linh hoạt đa địa hình, đó chính là khoảng sáng gầm lên đến 205 mm. Giúp cho xe là Linh hoạt nhiều cái cung đường khác nhau Anh chị có thấy tổng quan chi tiết Toyota Veloz Top Màu đỏ trông cực kỳ sang trọng và nổi bật không ạ Xe trang bị lên đến 7 chỗ ngồi 7 chỗ ngồi và hàng ghế của xe Từ hàng ghế thứ hai Thì sẽ gập phẳng hạng thương gia được nhá Đây là một chiếc hai camera 360 độ Thì mỗi bên gương là một chiếc Và đặc biệt là gì ạ Xe còn tích hợp cả hệ thống đèn chào mừng camera 360 để ở phía góc này thì sẽ rất tiện này Còn đây đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù Cảnh báo phương tiện cắt ngang ở trên gương Rất an toàn Và xe trang bị sẽ là cục gương tự động và chỉnh mặt gương điện Tay nắm cửa thì tích hợp thêm cái phần cảm ứng nhiệt Để chúng ta đi ra khỏi xe hoặc là vào xe chúng ta chỉ cần sờ một chạm thôi nào chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại cái phần trường dáng phần thân xe của Toyota Veloz Top màu đỏ model mới nhất 2024. Sau đó thì chúng ta sẽ bước ngay vào bên trong phần thuận nội thất xe nào. Đầu tiên đó chính là chiếc chìa khóa. Logo đó chính là cái phím bấm mở khóa và phím mở khóa xe ở dưới logo phím bấm khóa cửa đúng không ạ? Xe trang bị bên trong nội thất đó chính là nội thất màu đen kết hợp với những cái phần da và những cái phần đường viền màu xám như thế này Đây là chính cái phần tapi này Tay nắm cửa mạ chrome này Hay như hệ thống chỉnh mặt gương điện Gương cục tự động Kính auto hay chốt kính Và chắc chắn rồi dòng MPV cái học để đồ Nó sẽ rất rộng nhá Và nó sẽ rất nhiều các học đồ khác nhau Đầu tiên nào Đó chính là phần ghế Xe trang bị là ghế chỉnh lên đến 6 hướng Đây Sản xuất 2024 xuất xứ tại Việt Nam Toyota Veloz Cross 2024 phiên bản top Chúng ta có hệ thống Toyota Safety Sense đây Cảnh báo tiền va chạm hay như đèn AH tự động dương pha Và hệ thống kiểm soát lực kéo cân bằng điện tử Đây là chúng ta thêm cái để mở nắp cabo Ở phía ngoài những cái đường LED như thế này Khi mà buổi tối cũng sẽ rất nổi bật và sang trọng Để anh chị có thể tiện dụng được Thích một cái nữa đó chính là ở cái bảng đồng hồ Thì Toyota quá ưu ái luôn Khi mà trang bị toàn bộ màn hình Bảng đồng hồ lô là màn hình điện tử Digital lên đến 7 inch Và km điện tử Sẽ giúp chúng ta là nhìn nó sẽ trực quan hơn Và riêng cái màn hình này là chúng ta sẽ thay đổi Thay đổi các giao diện được đó, chúng ta có thể điều khiển được chi tiết Và gì nữa Ở trên vô lăng đó thì chúng ta sẽ có điều khiển hệ chế độ lái driver này Rất nhiều chế độ lái khác nhau Hay hệ thống gạt mưa trước sau Và hệ thống đèn led rồi Như lại có thêm tính năng là tự động Đó Trên vô lăng phía bên trái thì có cả kích hoạt giọng nói Hệ thống camera 360 độ Đây là hệ thống cam 360 để một chiếc xe mà trang bị nhiều công nghệ mà giá niêm yết chỉ có 698 triệu đồng Như hiện nay cho phiên bản top của Toyota thì Thực sự là trong phân khúc hiện nay là rất ít dòng xe Trang bị cả điều hòa tự động Chìa khóa thông minh Còn đây đó chính là cái tay số Toyota đã yêu ái khi mà trang bị dạng tay số thẳng Và xuống dưới chúng ta còn tích hợp thêm đó chính là Phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Hay như là hệ thống sạc không dây Hộp số của xe bao gồm P, R, N, Mo Và dạng số thể thao D, Sport nữa Phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold Đây là sạc không dây này Anh chị để những cái loại điện thoại màn hình to đến 7 inch mà vẫn còn để vừa nhá Nó sẽ rất rộng Để rất thoải mái đấy đó Trong khi đó phần uh, ghế này Văn hội quay để anh chị thấy được rằng là cái ghế nhân trác học Nó sẽ rất to Ngồi rất dễ chịu La phong trần thì màu xám cũng sẽ rất sạch sẽ Hay như ở hàng ghế sau thì sẽ có điều hòa cho hàng ghế sau Chỗ ngồi rộng rãi 7 chỗ cơ mà Nó sẽ rất tiện nhá Trong khi đó cái ghế của xe sẽ là ghế chất liệu da Kết hợp với nỉ cao cấp Giúp chúng ta ngồi là êm ái Rất chi tiết luôn Đẹp như vậy rồi đúng không ạ Ở đường sau thì sao ở đường sau đây là tappi cửa phía sau cũng rất nhiều những cái hộc và đây một chi tiết nhỏ thôi đó chính là cái chốt khóa trẻ em khi mà chúng ta gạt vào ấy thì người mở bên trong là không mở được rất tiện để an toàn đây là cửa gió điều hòa sau cũng như là cái phần điều khiển điều hòa sau đây còn nhìn tổng quan ra trước chúng ta ngồi từ đường sau mà nhìn đây là tổng quan giao diện nội thất chi tiết bên trong chiếc Toyota Vios Top 2024. Nhiều công nghệ an toàn, màn hình giải trí Cam 360, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, bảng đồng hồ digital, hay chế độ lái, đèn tự động, hộp số DCVT vô cấp, phanh tay điện tử, sạc không dây. Thì ở phía sau thì còn trang bị cho người ngồi hàng hai hai cổng 21 1 a để giúp chúng ta sạc điện thoại hoặc là các thiết bị phụ trợ khác. Văn hội rất thích thêm ở cái phần lưng ghế này này Nhiều anh chị còn phải mua thêm Nhưng mà theo xe thì đã trang bị những cái phần lưng ghế để chúng ta để những cái đồ rồi Hay như là cái ghế da pha nỉ này cũng vậy này Ngồi thì êm, tựa đầu có mọi thứ thì nó sẽ rất thoải mái anh chị nhá Nó sẽ rất dễ chịu Ở hàng 2 hay hàng 3 thì chúng ta đều có thể gập phẳng được Đôi khi chúng ta chỉ ngồi 5 chỗ thôi Nói thật anh chị mua xe 7 chỗ nhưng nhiều lúc là không ngồi hết đâu ạ thì cái hàng ba này này Thì chúng ta sẽ mở Chúng ta sẽ gập phẳng để để thêm được đồ Ví dụ như gia đình đi du lịch Như picnic chẳng hạn Anh chị có thấy không Cái khoảng trần của chiếc mươi 2024 Thực sự là rộng rãi Trong khi đó thì chúng ta còn có nhiều tiện ích phụ Đây kích tip lốp tay quay đây Thì chúng ta còn có những cái học vuông như thế này này Chúng ta sẽ để được rất nhiều đồ nhá còn cái phần lốp sơ cua Như Văn Hội nói lúc nãy rồi Nó sẽ để ở dưới Cũng như là chúng ta cùng ngắm nhìn cái khung gầm Chi tiết của chiếc Toyota Veloc Top Thế hệ mới nhất 2024 Để lốp sơ cua mà lốp sơ cua to như lốp theo xe Anh chị nhá To như những cái lốp còn lại luôn Thành ra là chúng ta thay là gần những không phải thay lại đâu Và chúng ta vá lốp còn lại chúng ta cất vào lốp sơ cua cũng được Đó Nào quay trở lại ngắm nhìn tổng quan lại một lần nữa hình ảnh chi tiết của chiếc xe Toyota Vios Top màu đỏ model mới nhất 2024 với giá niêm yết từ 698 triệu đồng. Hiện nay chúng tôi đang có chương trình xả kho, khuyến mại cực kỳ hấp dẫn cũng như trả góp từ 0%. Để nhận thông tin báo giá, chương trình khuyến mại chi tiết nhất, quý khách hàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới cũng như đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng đón một xuân mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và luôn luôn lái xe an toàn. Goodbye!